chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Việc hình thành hệ thống logistics xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025 với nhiều nội dung mang tính đột phá nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất. Số lao động Việt Nam đăng ký sang làm việc tại Hàn Quốc tăng mạnh khi nước này mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trình độ cao tiếp nhận lao động nước ngoài. Thưa quý vị, vào sáng ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn Thê đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia. Lễ đón được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ. Và trong cuộc hội đàm quan trọng, hai thủ tướng đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Anthony Albanese vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm chính thức Australia, đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu mốc mới trong quan hệ hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Australia đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam vào thành công chung của hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Mười chín loạt đại bác lần lượt vang lên chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao của Australia đối với Việt Nam và chuyến thăm của Thủ tướng. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tới Thủ tướng Anthony Albanese, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của chính phủ, nhân dân Australia. Trên tinh thần chân thành, tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược hai nước và nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thống nhất phối hợp thực hiện 6 phương hướng lớn. Trước hết là tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn, chiến lược hơn. Thứ hai, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn, trong đó tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho hai nước. Thứ ba, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn. Thứ tư, hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn. Thứ năm, giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở và chân thành hơn. Thứ sáu, hiểu biết, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về hợp tác an ninh quốc phòng. Kể từ đầu năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam liên tục đón nhận những tin vui. Theo đó, thì kim ngạch xuất khẩu 2 tháng qua ước đạt 59,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm, hầu hết các mặt hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng, với 39 trên 45 mặt hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, đồng đều ở cả nhóm nông lâm thủy sản tăng hơn 38% và nhóm công nghiệp chế biến tăng hơn 18%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, ước đạt 17,4 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, việc hình thành hệ thống logistics xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy thương mại giữa hai nước. Là một trong những đơn vị thương mại điện tử lớn tại Nam Ninh, Trung Quốc, mỗi ngày doanh nghiệp này đóng gói vận chuyển hơn 200.000 đơn hàng về Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 lượng hàng xuất đi các nước ASEAN. Trung bình mỗi đơn hàng đến tay người nhận Việt Nam mất khoảng 2 ngày. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải chuyên nghiệp hóa toàn bộ quy trình bao gồm cả vận chuyển. Hiện nay, với lượng hàng hóa vận chuyển tới Việt Nam khá lớn, việc hợp tác với các doanh nghiệp logistics Việt Nam sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong khâu vận chuyển và thông quan. Viettel Post là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hợp tác với các thành phố của Trung Quốc, thúc đẩy phát triển logistics xuyên biên giới. Tới đây, đơn vị này sẽ đầu tư triển khai xây dựng hai trung tâm logistics lớn tại Trung Quốc để quảng bá, kết nối thương mại các mặt hàng như nông sản, thủy hải sản, dược liệu, cung cấp các dịch vụ vận tải đa phương thức xuyên biên giới trên cả đường sắt, đường bộ và đường thủy giữa hai nước. Chúng tôi đặt ra một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh cho Viettel Post trong việc xây dựng một cái hạ tầng logistics mang tính quốc gia để giúp cho cái việc lưu thông hàng hóa nhanh hơn và chi phí thấp hơn.
trong đấy có việc là kết nối xuyên biên giới giữa các quốc gia và kết nối với một cái thị trường có sức tiêu thụ lớn và quan trọng như là Trung Quốc. Nam Ninh cho đến nay là có rất ít doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào, chưa kể là đến cái vấn đề logistics. Nên ở đây có thể nói là một cái mảnh đất màu mỡ nhưng mà chưa được khai thác triệt để. Nên đây là một cái cơ hội rất là lớn để các doanh nghiệp logistics Việt Nam cân nhắc cơ hội để phát triển tại Quảng Tây nói chung và Nam Ninh nói riêng. Tới đây, Hiệp hội các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu logistics giữa hai nước cũng sẽ được thành lập nhằm tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Sau gần 3 năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này, đặc biệt là nông sản, liên tục duy trì đà tăng trưởng. Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam trong tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 780 triệu đô la Mỹ. Hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu đều tăng trưởng tốt như là cà phê, hạt điều, hạt tiêu, rau quả và thủy sản. Đáng chú ý, nhiều trái cây đặc sản lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Anh như là cam canh, bưởi diễn, cam cao phong, vải thiều không hạt. Trong 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 970 triệu đô la Mỹ, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Và với mức tăng trưởng ấn tượng này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng cả năm nay ngành rau quả có thể đạt kim ngạch từ 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6 tỷ đô la Mỹ. Và những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu cũng đang mang lại sự hào hứng cho nhiều bà con nông dân trong vụ mùa mới. Ghi nhận tại Đồng Nai, một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Nam. Từ những tháng đầu năm 2024, gia đình ông Dũng đã đầu tư chăm sóc vườn của mình. Dự kiến sản lượng chôm chôm năm nay có thể đạt khoảng 20 tấn, tăng trên 30% so với năm ngoái. Đã làm vườn thì năm nào mình phải cố gắng thôi, cầu mong cho chôm chôm năm nay có được giá. Hiện năm ngoái cuối mùa nó đã lên tới 20 mấy 30 ngàn, mà lại không có chôm chôm để thông mua. Thì một số nhà vườn cũng rất là phấn khởi, nói là chắc chôm chôm năm nay sẽ có giá. Và mức độ mà giá, thí dụ chôm chôm mà thái khoảng chừng 10 mấy 20 ngàn, thì bà con mà họ đã phấn khởi rồi. Còn với hợp tác xã này, năm 2023 là năm đầu tiên đơn vị xuất khẩu chính ngạch khoảng 500 tấn sầu riêng qua thị trường Trung Quốc. Bước qua năm 2024, hợp tác xã đặt kỳ vọng sản lượng thu hoạch và xuất khẩu có thể tăng hơn gấp đôi. Tổng diện tích của bọn tôi là 50,4 hectare, dự kiến là sẽ thêm 19 hộ nữa để cái diện tích của chúng tôi khoảng 70 hectare, giúp cho bà con để tiêu thụ toàn bộ cái sản phẩm, toàn 100% sản phẩm của hợp tác xã là được xuất khẩu. Rà soát khẳng định cái quy hoạch các cái vùng sản xuất, hình thành sản xuất tập trung từng loại cây trồng, đảm bảo chủ lực và có giá trị kinh tế cao, đảm bảo là kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn và nâng dần cái chất lượng của sản phẩm, gắn kết cái chuỗi liên kết với chất lượng ngày càng nâng cao, đặc biệt là 11 loại trái cây chủ lực như chuối, bưởi, sầu riêng, chôm chôm. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Đồng Nai năm 2023 là khoảng 2,94 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, ngành nông nghiệp của Đồng Nai tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu, từ đó nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Sau cao điểm mua sắm dịp Tết, sức mua có phần chững lại và để giữ chân khách hàng, nhiều chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những cách làm khá độc đáo như là tăng cường quảng bá trên các nền tảng xã hội hay là tăng cường khuyến mãi. Chợ Bến Thành có đối tượng khách tương đối phong phú. Cuối tuần khách quốc tế đông hơn cả khách trong nước, trong tuần cũng duy trì trên 5.000 lượt khách vào chợ mỗi ngày. Từ sau Tết tới giờ đó thì nói chung lượng khách vào đây rất là nhiều luôn, rất là đông, buôn bán bây giờ cũng trở lại, nói chung là rất là tốt rồi. Niềm vui này có được một phần là nhờ vào sự phối hợp từ đơn vị quản lý ngành là Sở Công Thương đến lãnh đạo các quận huyện cùng ban quản lý các chợ trên từng địa bàn. Chúng tôi cũng đã tập trung đầu tư vào những việc sửa chữa, nâng cấp mặt tiền của chợ, xung quanh chợ, tạo cái cảnh quan thu hút được khách tới chợ. Thứ hai là tuyên truyền vận động bà con kiểm soát nguồn hàng đầu vào, bảo đảm cái chất lượng. Kết hợp những cái hoạt động lễ hội để mà thu hút thêm, chúng tôi sẽ có thể mời gọi đầu tư để mà nâng cao cái chất lượng các công trình tại chợ.
công trình nhà chợ, bãi gửi xe, nhà vệ sinh hoặc là các khu vực công cộng. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung vào công tác đào tạo cho các tiểu thương để nắm bắt được phương pháp kinh doanh theo xu thế mới, đó là kinh doanh trực tuyến và hình thành kênh bán hàng của riêng mình. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cũng đang được nhiều chợ nỗ lực thực hiện. Xin được chuyển sang phần điểm báo. Trang The Star của Malaysia đưa tin Việt Nam xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng lao động 50.000 người để phát triển ngành bán dẫn đến năm 2030. Mục tiêu chính của kế hoạch là cung cấp đủ lao động có tay nghề cho ngành bán dẫn trong nước và có khả năng xuất khẩu lao động sang các thị trường khác. Theo báo cáo từ TechNavio, tình trạng thiếu nhân lực đang là thách thức lớn nhất đối với ngành bán dẫn ở Việt Nam. Theo trang Nikkei Asia, tập đoàn Asahi Group Foods của Nhật Bản bắt đầu xâm nhập thị trường thực phẩm trẻ em Việt Nam. Tập đoàn hướng tới chiến lược phổ biến thói quen dinh dưỡng tốt. Tập đoàn này sẽ bán thử nghiệm thực phẩm ăn dặm từ tháng thứ tư đến tháng thứ tám năm nay trên mạng và tại các chuỗi bán lẻ của Nhật Bản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các nơi khác. Trong thời gian qua, nhiều thương hiệu Nhật Bản khác cũng đang dần xâm nhập thị trường Việt Nam khi mà thị trường nội địa thu hẹp. Trang tin Việt Nam Plus phiên bản tiếng Pháp đưa tin chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI vượt ngưỡng 50 điểm và được coi là một tín hiệu tốt cho ngành sản xuất Việt Nam. Bài viết cũng nhắc đến báo cáo PMI sản xuất của Việt Nam tháng 2 năm 2024 với 3 điểm đáng chú ý là số lượng đơn hàng mới tiếp tục cải thiện, giá cả đầu ra tăng sau khi giảm trong tháng 1 năm 2024 và tâm lý kinh doanh đạt mức cao trong năm. Trang Vietjet đưa tin Vietjet Air khai thác đường bay Hà Nội-Hiroshima. Theo đó, đường bay Hà Nội-Hiroshima sẽ có 2 chuyến mỗi tuần vào thứ Năm và Chủ nhật. Chuyến bay xuất phát từ Hà Nội khởi hành vào lúc 6 giờ sáng và chuyến bay xuất phát từ Hiroshima sẽ khởi hành vào lúc 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Thời gian bay khoảng 4 tiếng và hiện Vietjet Air đang khai thác 7 đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, bao gồm các chuyến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới Tokyo, Narita và Haneda, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Trong phần tiếp theo của bản tin, luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025 với nhiều nội dung mang tính đột phá nhằm hoàn thiện thể chế chính sách quản lý và sử dụng đất. Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng rất cao, lực lượng bảo vệ rừng tích cực vận động người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục chương trình thời sự, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai. Và ngay trong chiều ngày 6 tháng 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật đất đai với 63 tỉnh thành trên cả nước. Luật đất đai sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2025, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất. Đặc biệt sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý sử dụng đất đai. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương phải nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Trong cái quá trình mà xây dựng luật đó, đã chuẩn bị một bước về các cái nội dung cơ bản của các cái nghị định và đến khi luật đã được thông qua thì những cái nội dung cụ thể Bộ Tài nguyên Môi trường đã gấp rút tổng hợp và xây dựng các cái nghị định hướng dẫn thi hành. Trải qua 9 lần sửa đổi và bổ sung thì tính cho đến thời điểm hiện tại, luật đất đai năm 2024 được đánh giá là có nhiều điểm kế thừa và có nhiều điểm mới hơn so với luật đất đai năm 2013. Chính vì vậy thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác phổ biến tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng đối tượng. Trước mắt là trong quý 1 và quý 2 năm nay thì sẽ có một đợt phổ biến tuyên truyền rộng rãi trước khi luật có hiệu lực thi hành. Các bộ ngành liên quan cũng đã được phân công để chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết luật đất đai. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình chính phủ ban hành 6 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư quy định chi tiết luật đất đai. Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 nhằm thu thập thông tin để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Điều tra dân số giữa kỳ áp dụng phương pháp
phỏng vấn trực tiếp hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. 7 nội dung chính được thu nhập là thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, nhà ở và điều kiện sống, thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người đã mất của hộ. Sau một thời gian trầm lắng, hiện thị trường việc làm tại đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu sôi động trở lại khi mà nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng. Cơ hội có được việc làm ngay tại vựa nông sản đã và đang mở ra cho hàng chục ngàn lao động. Là một trong những lao động vừa được tuyển vào nhà máy này, chị Giang khá vui vì có được việc làm gần nhà, thay vì phải đi tìm ở xa như thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Sau Tết là em tính đi Bình Dương nhưng mà em xin được vô công ty. Cũng may mắn là xin được vào công ty thì em đi từ nhà là chỉ có 5 phút chạy xe mà công ty được có nhiều chế độ nữa. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, sau Tết nhu cầu tuyển dụng của khu vực này tăng từ 50.000 đến 70.000 lao động, tập trung vào các lĩnh vực như nông sản, giày da, dệt may. Hiện tại là công ty đã tuyển được 200 công nhân lao động. Và trong thời gian tới là phải tuyển thêm khoảng ít nhất là 300 đến 500 để mới đáp ứng được cái nhu cầu đơn hàng hiện giờ công ty đang làm việc với khách. Yêu cầu là khoảng 120 đến 150. Hiện tại là do những cái chính sách ưu đãi của công ty rất là tốt thì hiện đã tuyển được 85 đến 90% rồi. Thì còn một số lượng ít thì công ty đang tiếp tục tuyển. Tổ chức các cái sàn giao dịch việc làm. Thường mỗi năm chúng tôi tổ chức khoảng 30 sàn. Mà năm nay thì có thể nếu tình hình mà các cái doanh nghiệp có đăng ký nhiều quá, chúng tôi có tổ chức có thể tăng hơn nữa. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt 95 đến 100%. Việc chính phủ đầu tư hoàn thiện nhiều dự án giao thông trọng điểm đã thu hút các doanh nghiệp lớn đổ vào khu vực này. Đây là điều kiện thuận lợi để giải quyết việc làm hiệu quả cho nhiều lao động ngay tại vựa nông sản của cả nước. Từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 3 tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, hàng chục nghìn lao động từ 53 tỉnh thành đã tham gia thi tuyển chọn đi làm việc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, gọi tắt là EPS. Năm nay, số lượng người đăng ký tăng mạnh so với năm trước khi mà Hàn Quốc mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trình độ cao tiếp nhận lao động nước ngoài. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là ba tỉnh có số lượng thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi làm việc theo chương trình EPS cao nhất, chiếm đến 56% số lao động thi đợt đầu tiên năm 2024. Đây đều là những địa phương có một số huyện bị tạm dừng xuất cảnh lao động sang Hàn Quốc những năm trước. Tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nhất để được có một môi trường làm việc tốt hơn. Có thu nhập ổn định và kiếm vốn về làm ăn ở trong nước ạ. 10 năm qua, Việt Nam đã đưa khoảng 127.000 người lao động sang Hàn Quốc. Đây là một trong những thị trường hấp dẫn nhất với lao động Việt Nam. Để đáp ứng số lượng lao động tuyển tăng thêm trong năm 2024 này, chúng tôi dự kiến mở thêm nhiều điểm thi để các thí sinh bớt phải di chuyển xa. Thứ hai là tăng cường tuyển lao động ngành nông nghiệp ở các huyện nghèo, lao động có tay nghề Hàn, nghề khuôn, lao động sau khi về nước, chúng tôi triển khai chương trình kết nối để giới thiệu và làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Đợt này chúng tôi sẽ tuyển gần 19.000 lao động nếu thí sinh thi đạt. Để chống gian lận trong thi cử, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ thực hiện chụp ảnh, thu thập dấu vân tay của người lao động. Trước khi thi, thí sinh phải đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNID để làm thủ tục và thi trắc nghiệm bằng phần mềm tự động trên máy tính. Đã tiến hành tổ chức công khai, công bằng và minh bạch cho tất cả những người lao động. Thông tin thì được thông tin thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội của 63 địa phương. Số lượng lao động của các tỉnh miền Trung đăng ký nhiều khác biệt so với các năm qua là do bắt đầu từ năm 2024. Qua nhiều vòng đàm phán thì phía Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội chúng ta là xóa bỏ biện pháp tạm dừng tuyển chọn ở các quận huyện có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Theo chương trình EPF, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ chọn ngẫu nhiên hồ sơ của lao động trên mạng. Lao động vượt qua 2 vòng thi nộp hồ sơ cũng không chắc chắn sẽ được lựa chọn đi Hàn, không biết trước thời gian xuất cảnh. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo thí sinh nộp xong hồ sơ vẫn nên duy trì công việc bình thường, tránh lãng phí thời gian. Ngoài đợt thi này, còn có các đợt thi tuyển cho ngành nông nghiệp, đóng tàu, Hàn và khuôn mẫu. Thưa quý vị, hang Sơn Đòn, tỉnh Quảng Bình được xếp hạng thứ 6 trong 10 hang động đẹp nhất thế giới theo tạp chí du lịch Time Out của Anh.
Tạp chí này mô tả hang Sơn Đòn có mặt cắt ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh, với những măng đá đồ sộ. Được phát hiện vào năm 1990, hang Sơn Đòn là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Hang nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp độ 4, cấp độ 5, tức là cấp độ cực kỳ nguy hiểm, phân bổ rải rác ở cả 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Với hơn 2,1 triệu hecta rừng, 3 tháng nay, thời tiết nắng nóng đã khiến các cánh rừng già trở nên rất dễ cháy, và nếu không may xảy ra, đám cháy sẽ dữ dội và lan nhanh. Vì thế, ngoài tăng cường tuần tra, thì lực lượng bảo vệ rừng tích cực vận động người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ông Y Én là một buôn trưởng gương mẫu trong việc phối hợp với lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng. Từ sự tuyên truyền vận động của ông, bà con trong buôn đã tích cực tham gia tiếp sức cho lực lượng kiểm lâm phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Trong mùa mưa đấy, cũng là, rừng cũng là giúp bà con rất nhiều, hai rau xanh, rau ngót này và măng này. Thì mùa khô đấy nó sẽ cháy rừng nên như vậy cũng tham gia cùng cán bộ vườn để mà dọn quét để mà hạn chế cháy rừng. Những ngày này, người dân ở Buôn Gia, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cũng đang tích cực cùng lực lượng kiểm lâm vùng quốc gia Chư Giang Xin phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa và xử lý vật liệu cháy. Hơn một nửa diện tích rừng ở đây đã giao khoán cho người dân quản lý bảo vệ. Kiến thức, kỹ năng xử lý khi phát hiện đám cháy cũng được trang bị kỹ càng. Cộng đồng buôn làng là lực lượng quan trọng gìn giữ sự bình yên của những cánh rừng mùa khô. Thành lập các cái tổ đội phòng cháy cũng củng cố kiện toàn lại các ban chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Đồng thời thì Hà Kiểm Lâm cũng đã hướng dẫn cho người dân phải canh tác cái khoanh vùng và canh tác nương rẫy. Trong quá trình phát dọn nương rẫy thì cũng khi mà đốt dọn thực bì thì cũng phải thông báo trước đối với chính quyền địa phương cũng như Hà Kiểm Lâm để kiểm tra giám sát. Thành lập ban chỉ huy các cái tổ đội phòng cháy chữa cháy và túc trực 24/24. Phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như là các xã vùng đệm và bà con các hộ, các cộng đồng nhận khoán để tăng cường cái sự phối hợp trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hầu hết người dân đang sinh sống canh tác tại vùng giáp ranh, vùng có nguy cơ cháy rừng cao đã ký cam kết thực hiện nghiêm luật bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, từ đầu mùa khô đến nay chưa xảy ra vụ cháy rừng hoặc đốt nương gây nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật về tình hình thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại trong bản tin 21 giờ tối nay.